theo tăng chi thì có chúng ta có những cái sự ưu tiên thế lạ không phật pháp thì bình đẳng đúng không ừ, phật pháp bình đẳng nhưng mà trong tăng chi bộ kinh đức thế tôn nói có những trường hợp mà khi mình không thể phân thân ra hết được mình phải chọn thì có những cái ưu tiên ví dụ như có hai con đường có hai ngôi nhà mà bây giờ thì một vị sư chỉ có thể chọn một con đường để đi khất thực thôi thì bây giờ chọn con đường nào bây giờ đó thì cái cơ sở để chọn lựa đó, chúng ta gọi là là ưu tiên Đấy. Đấy. hoặc là có một cái nhóm những cái người phật tử thỉnh là ví dụ như là 10 vị đi hai chục vị đi thỉnh là à, thỉnh uh, sư ngày mai đến nhà con để uh, cai tăng cúng dường thuyết pháp mười người hai chục người như vậy, vị sư cũng chỉ nhận được có một nơi thôi chứ, đâu có nhận hết được. thì cái cơ sở để lựa chọn á, bắt buộc phải lựa chọn. nếu vị sư không có thần thông, thì cơ sở để lựa chọn trong tăng chi bộ kinh đầu tiên là ưu tiên người có trí trước, rồi mới đến người không có trí. tức là giữa hai con người mà thưa thỉnh á thì mình sẽ ưu tiên hộ độ ưu tiên độ người có trí trước rồi mới độ người không có trí sao đương nhiên nếu độ được cả hai thì tốt nhưng nếu như mà mình phải tuần tự để mình độ á thì độ người có trí trước rồi độ người không có trí sao tại sao vậy cái người có trí á họ mau hiểu đỡ tốn thời gian và rất là mau để họ tiếp thu được kiến thức của mình và sau khi họ tiếp thu được kiến thức của mình rồi đó Mình còn dư thời gian để mình độ người không có trí Còn bây giờ mà mình ôm cái ông không có trí trước á Mình nói 10, ổng chưa hiểu được một Mình nói một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm Ông cũng cứ ú ớ, ông không hiểu Thì như vậy, tốn thời gian Trong khi đó, cái người có trí đó, chờ quá lâu cho nên xét về cái tính hiệu quả thì ưu tiên người có trí trước rồi mới đến người không có trí cái thứ hai ưu tiên người có giới hạnh trước rồi mới đến người không có giới hạnh giới hạnh ở đây là gì tức là ưu tiên người có giữ năm giới cư sĩ không sắc sanh không trộm cắp không tài dâm không nói dối không uống rượu ưu tiên người có giới trước rồi mới đến người không có giới thì như vậy đó cái chuyện mà mình giữ giới gọi là chúng ta được cái một chút xíu cái quyền lợi ha chứ còn công trình mình giữ giới cho đã rồi giới hạnh mình trong sạch mà mình đi tới mình thỉnh mà chưa tăng không có ngó ngàng gì tới mình thì uổng quá cho nên ưu tiên người có giới trước rồi mới đến người không có giới cái thứ ba là ưu tiên người có niềm tin trước rồi mới đến người không có niềm tin. Có niềm tin ở đây là niềm tin với tam bảo, niềm tin với vị thầy tế độ, niềm tin với phương pháp hành trì. Thì như vậy đó, cái người đó họ sẽ đạt được những cái hiệu quả tốt nhất. Còn cái người không có niềm tin nó thì dạy một hồi nó bắt đầu nó quay qua nó nó không biết là ông thầy ông nói đúng hay nó sai mà không biết ông thầy nó đúng hay nó sai thành ra là nó khỏi làm theo và rốt cuộc suốt cái sự hướng dẫn đó không có đem lại hiệu quả thành ra ưu tiên người có niềm tin trước rồi mới đến người không có niềm tin và điều thứ tư là gì ưu tiên người có ơn với mình trước thành ra lý do tại sao mà nhiều người họ chê là uh, cha mẹ ở nhà đó thì không có lo nuôi mà lo thiên hạ lo ngoài đường không mà thì họ không phải họ không có lý đâu tại vì chúng ta nên ưu tiên người có ơn với mình chứ và người có ơn với mình là ai là cha mẹ trên cha mẹ là tam bảo tại vì tam bảo là nơi hướng dẫn chúng ta hướng dẫn cách chúng ta biết cách để trở thành một con người có ý nghĩa trở thành một người con có hiếu Đừng có nghĩ làm đứa con có hiếu dễ nha. Đức Phật dạy có ba hạng. Muốn báo hiếu cho cha mẹ có ba hạng. Mà thôi. Uh, nó không nằm trong cái phạm vi này. Nhưng mà ý sư muốn nói là. Nhờ có giáo pháp. Nhờ có tam bảo. Mà chúng ta biết được cái gì nên làm. Cái gì không nên làm. Chúng ta giúp được bản thân mình đi lên. Và giúp được cha mẹ mình đi lên. Giúp được gia đình mình đi lên. Và giúp gia đình mình giải thoát giác ngộ.